Chào anh em, mình lại tiếp tục lên mặt hàng mới để giới thiệu anh em. Lần này mình lên hai bộ combo kìm mỏ quạ chuyên dụng để anh em ta làm nghề nước, sửa chữa đường ống nước. Thì như mấy lần trước thì lần này mình chọn một bộ combo gồm 3 cây như thế này để anh em thợ mua về có đủ các mẫu kìm khác nhau để sử dụng. Kìm lớn, kìm nhỏ gì cũng đều có hết. Trong này là đều là những cây đã qua sử dụng nhưng mà chất lượng vẫn còn sử dụng rất là tốt anh em, nhiều cây còn zin cái mép răng luôn, không hề bị dập. Nói chung là còn xài ok lắm, cũ nhưng mà nó còn xài ok. Thì một bộ combo nó như thế này, gồm 3 cây. Đầu tiên là bộ số 1 nè, nó gồm 3 cây kìm như thế này của hãng Top và hãng top luôn. 3 cây này là của hãng top và mình bán với giá là 350 ngàn chưa phí vận chuyển, giá rất thợ cho anh em để mua về sử dụng. Còn bộ số 2 thì nó gồm một cây Lotte, một cây top và cây này cũng của top luôn ha, thì cũng với giá là 350 ngàn chưa phí vận chuyển một bộ. Thì anh em thợ nào cũng mua về sử dụng thì liên hệ mình, chỉ cần nói số bộ số 1 hoặc số 2 là mình biết sẽ gửi đúng hàng cho anh em, giá rất phải chăng, rất là thợ cho anh em mua về xài làm nghề. Mấy cái kìm này nó cũ vậy đó chứ mà nó xài là cho bò lắm anh em, kẹp chắc chắn lắm, không có phải như mấy kìm Trung Quốc kẹp xíu là ruột liền đâu. Mấy Nhật nó làm thì bảo đảm chất lượng chuẩn cho anh em rồi, anh em đã xài hàng Nhật thì sẽ biết rồi. Anh em nào quan tâm hai bộ combo kìm mỏ quạ của nội địa Nhật này thì liên hệ bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán, chỉ soạn đúng hai bộ này nữa thôi là hết hàng rồi. Giá cũng phải chăng cho anh em mua về xài. Rồi xin kết thúc video, xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.